Chào các bạn, bài 40 này chúng ta sẽ học về một chức năng quản lý hình ảnh cho sản phẩm. Các bạn biết là trong chi tiết sản phẩm chúng ta hay có cái slide để trình diễn cái danh sách ảnh của sản phẩm. Vậy thì chúng ta quản lý ảnh như thế nào? Thì cái này tùy vào cái cách các bạn làm và tùy vào yêu cầu. Có bạn thì quản lý nó trong một trường của sản phẩm. Ví dụ như là trong bảng product các bạn thêm một trường image. Thì các bạn sẽ lưu nó với dạng XML hoặc JSON, một list JSON đều được. Khi các bạn là lấy ra thì bạn đọc text của cái trường nó ra và deserialize ra cái list object hoặc là list string đều được. Ở đây thì mình dùng cách khác, đấy là mình tạo ra một cái bảng mới, bảng tên là product image, ở trong bảng cơ sở dữ liệu và là có product ID. Thì cái này cũng tương tự như cái kia thôi, giống như quản lý số lượng thì nó cũng có một số cái cách mà mình đã làm trong các bài trước, tạo ra thành 40. Tuy nhiên là thằng này thì nó khác ở chỗ giống như là cái lúc mà mình quản lý upload ảnh thì mình cũng có ở đây, mình sẽ có một cái image management, và trong image management này thì mình sẽ có một cái danh sách ảnh và một cái control file để chọn ảnh. Mỗi khi người dùng chọn một cái ảnh thì không cần bấm gì cả, tự lắp lên DB và nó hiển thị luôn cho người dùng. Lúc ý là người chưa vào DB cái ảnh của người đấy. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là trong cái SQL, các bạn view lại trong các bài trước. Đây, trong bài trước cái product quantity rồi này, thì nó đã thêm được một cái ID là 1, color mã sản phẩm 23 đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm vào cái bảng product image này một cái ID caption hướng dẫn hình ảnh product ID. Thì chúng ta cũng có một cái image management, một cái model qua đi model image manage, một cái hình ảnh danh sách ảnh đã chọn là một cái div, mình sẽ add HTML vào đây. Chọn ảnh thì gồm có một cái file image lưu lại để xếp lại. Tiếp tục thằng này cũng sẽ được include vào file chính. Và cũng tạo ra một cái image management. Cái image management này thì nó khác một chút, nhưng mà nó tương tự như là cái quantity. Cái khác một chút là nó sẽ cho phép áp ảnh thôi. Các bạn nhìn đấy, nó cũng tạo ra một cái class là image management. Initialize là nó sẽ register, bấm một cái nút btn image. Image này không biết ở đâu, không cần biết đâu, chỉ cần nằm trong body thôi, là sẽ show cái cửa sổ lên, clear tất cả input, load danh sách image ra. Upload thì nó chỉ cần có sự thay đổi của cái control file là nó sẽ lấy ra dữ liệu và nó đẩy lên cái thư mục, đẩy lên cái upload image và nó giả về cái path đường dẫn của image. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một đoạn HTML gồm có một cái div chứa image và chúng ta append vào cái image list. Chính là cái này, image list này. Shape image nó sẽ đọc tất cả đường dẫn ra, và đường dẫn của nó mình sẽ có hai đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Tương đối mình sẽ để trong data path, và lúc sẽ đọc ra thì sẽ duyệt tất cả cái image và là dùng cái thuộc tính data path để đẩy vào trong DB. Load image là đọc ra tất cả của product ID đấy. Đó.
clean boot là xóa cái file. Tiếp tục chúng ta lại nhúng vào, làm tương tự như là cái bài trước thôi, chúng ta nhúng vào vẫn là trước cái index. Rồi cái nút btn emit này khi bấm vào là sẽ bật cái cửa sổ lên. Bây giờ đến cái đoạn mà backend, phần backend của chúng ta cũng có mấy cái phương thức giống như là thằng block quantity thôi. Nó có shape emit và get emit, hai cái phương thức này chưa có. Vậy chúng ta sẽ phải lấy nó ở trong product suite, thêm mới nó. Product emit view model chưa có, làm tương tự như cái kia. Thằng này thì cũng chỉ có các cái thuộc tính y như là phần model của nó. Rồi. Và trong cái function F12 để lấy ra được function F12 để lấy ra được cái triển khai của nó. Thì cái triển khai của nó chúng ta sẽ thêm các phương thức triển khai addEmit này, bao gồm getEmit lấy ra bao gồm tất cả phương thức addEmit mà như chúng ta triển khai. Thằng hai thằng này thì chưa có, chúng ta lại tạo mới như là thằng product quantity thôi. Thằng này khác một cái là im. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái repository này. Interface. Cái này cũng tương tự như các cái khác. Rồi. Tiếp tục. Image. Chỗ này là product image bằng product init repository. Còn một cái nữa trong EF này là phần triển khai của nó. Thằng này triển khai từ EF repository cho thằng product init và kiểu nó kiểu in kế thừa từ i product init. Chúng ta tạo ra constructor. Ok, đấy là product service. Đó, xong. Chỗ này nó sẽ tự động hết lỗi. Chúng ta lại register như bình thường. Các bạn làm đến bài này là bài thứ 3. Nội dung giống nhau rồi đấy. E product image. Đó.
bây giờ các bạn lại Ctrl Shift B để build lại cái để xem có lỗi gì không. Tất nhiên là trong quá trình làm sẽ có những cái bug xảy ra, các bạn có thể là nghiên cứu tự fix được thì là nhanh tiến bộ nhất, còn nếu không thì mình sẽ hỗ trợ các bạn ở trên group. Mình khuyến khích các bạn là đăng group bởi vì là nó sôi nổi, cái thứ hai là nó sẽ giúp cho các bạn có thể cùng nhau thảo luận được hơn. Bạn nhìn thấy là trong này nó chưa có bản ghi nào. Bây giờ chúng ta sẽ quản lý cho cái sản phẩm, mã sản phẩm tên là đây, bấm vào cái nút này chưa có gì. Bây giờ chúng ta phải khai báo ở trong init rồi nhỉ. Trong index của chúng ta cũng phải phải tạo nó init. Này là image management, cũng gọi initialize. Xem có lỗi gì không. Đó, chúng ta lại thiếu automapper. Các bạn cứ nhìn thấy lỗi là các bạn sẽ phải đoán nó ra ngay, nếu không là các bạn sẽ mất nhiều thời gian. Product image. Ok, nó chạy chỗ này. Bấm chọn này, bạn chọn ảnh bất kỳ. Mình sẽ đặt ở trong này cái ví dụ cái ảnh này. Đấy, nó tải ra thành công. Bạn nhìn thấy nó sẽ append một cái thẻ image vào với data path lần này. Thì mình lấy theo src thì nó sẽ ra localhost nữa, nó sẽ lấy nguyên được cái giá trị này. Nếu ta gắn một cái path song song ở đây, hai cái ảnh này, ba cái ảnh này lưu lại xong. Bạn nhìn ở trong cái bảng này có ba cái ảnh cho product id, và chúng ta đơn giản chúng ta load ra thì nó cũng sẽ liệt kê ra ba thằng này. Ta có thể xóa đi cái nút xóa này, chúng ta bị lỗi reset file. Cái reset này chưa được định nghĩa. Chúng ta không cần phải stop gì. Cái nút reset, cái nút reset này khi mà load xong bấm clear. Ok. Đó các bạn nhìn. Cái nút cái sự kiện mà để clear cái file này đi thì chúng ta tạm thời comment cái chỗ này lại để chúng ta chạy trước. Bởi vì nó đang chưa ổn ở chỗ đây. Ấm nút xóa này chưa có tác dụng. Vậy chúng ta xem có cái nút xóa đâu. Nút xóa của cái PTN này. Chỗ này đơn giản thôi, các bạn nhìn thấy nó nút xóa này. Và có cái lát là PTN delete image. Để chúng ta chỉ việc viết cái sự kiện cho thằng này.
kích vào nút này E vì nó là thẻ A mà. Chúng ta sẽ e.prevent, sau đó nó sẽ lấy cái nút hiện tại chấm các bạn nhìn này, chọn thằng cha lớn đầu tiên tên là deep, thằng close st của thằng chính là thằng deep này, chúng ta chấm remove đó, tức là lấy thằng deep cha gần nhất remove đi. Cho nó xếp lại. Đó. Lưu lại. Trong DB. Lập tức. Hết. Đó. Chúng ta lại chọn cái khác. Lưu lại. Lên một cái. Xóa. Lưu lại. Đó. Thì cái đấy là phần quản lý ảnh. Các bạn có thể quản lý nhiều ảnh trong một sản phẩm để các bạn hiển thị ở bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.